Sau khi ly hôn, tôi thường hay bị mất ngủ. Có những đêm tôi không thể nào ngủ được giây phút nào. Lúc đó, nám sạm tàn nhang trên mặt tôi làm tôi rất buồn. Rồi tôi được chị bạn tặng cho cao nám Insam để trị làn da mặt của tôi. Khi tìm hiểu cao này, tôi thấy có nhân sâm, đương quy, đông trùng hạ thảo, collagen và đặc biệt là chiết xuất thông đỏ làm đều màu da, không lột tẩy đỏ da, không bong tróc, nên tôi rất vui mừng. Vì mỗi ngày tôi phải đi dạy, lên lớp, đứng trước các học sinh với gương mặt sưng đỏ, dường làm cho tôi cảm thấy rất là mất tự tin. Loại cao trị nám Insam này vừa tiện lợi vừa dễ sử dụng nên tôi rất tin dùng loại cao trị nám Insam này. Tôi sử dụng liệu trình đã được 2 tháng, làn da tôi đã được cải thiện hầu như là được 70%. Nhìn thấy làn da tươi tắn thì tôi cảm thấy là vui vẻ và tự tin hơn. Quên đi chuyện buồn đã qua, tâm trạng tôi thoải mái hơn. Dường như đêm nào tôi cũng ngủ được, sức khỏe cũng hồi phục tốt hơn. Tôi khuyên chị em phụ nữ đừng bao giờ bỏ rơi bản thân mình vì bất cứ lý do gì. Khi mình tự tin, yêu đời hơn thì mọi thứ sẽ đến với mình một cách thật là tốt đẹp hơn. Cảm ơn cao nám Insam của công ty Ngô Thanh Phú.